Hiện tại thì anh sẽ với cái thời gian chương trình có hạn, anh sẽ cắt cắt lá lá bầu cho em. Chỗ này quay slow motion nha, về làm viral á. Em đặt hết niềm tin vào anh nha. Ok. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với phần trình diễn cắt tóc của bạn nam, cắt cho bạn nữ. Và không biết là kết quả nó sẽ như thế nào đây. Chúng tôi đang rất là hồi hộp. Quý vị có hồi hộp không ạ? Trời, tôi làm quạt nấu viên hay không? Từ từ, đừng có rung. Rồi anh xin phép nắm tay em nha. Ok. Mới gặp nhau thấy có cảm tình dù cái đầu rồi đó ha. Dạ, lời đầu tiên thì em xin phép chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và tất cả các anh chị đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm 1995, năm nay em 27 tuổi. Em thì quê ở Bến Tre và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em thì đang làm bên mảng về marketing cho về nhà hàng và khách sạn á chị. Công ty em làm việc ở quận Bình Thạnh và hiện tại em cũng sinh sống ở Bình Thạnh. Bích Vân, dạ. Sinh năm 95 ha. Dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép chào anh Huyền Linh. Chào anh trai. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ bên kia và chào gia đình bạn nữ và chào tất cả các khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em xin phép giới thiệu. Em cũng sinh năm 95, giống bạn nữ. Em nhà ở Củ Chi. Em hiện tại thì đang là mở một tiệm tóc nhỏ cũng ở Củ Chi luôn. Làm tóc hả? Dạ dạ. Hàng Chi mái tóc ấn tượng đẹp quá. Chúc em làm cho anh giống sáng sáng giống vậy luôn nha. Dạ ok. Rồi, tức là em làm Củ Chi tại nhà luôn. Dạ đúng rồi. Mở mặt bằng nhà làm luôn. Dạ. Bây giờ là em đang sống với ai ở nhà? Dạ hiện tại thì em sống với gia đình ba mẹ và anh. Là nhà có hai anh em thôi? Dạ đúng rồi. Rồi, anh trai là lấy có gia đình chưa? Dạ anh trai em có gia đình rồi ạ. Có rồi ha, giờ còn một người nữa. Vậy là anh trai ở nhà, trụ trong nhà là em sẽ là ở riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi khỏe, nhà gái nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Nhà gái đã nghe ạ. Đó. Rồi vậy thì mình tới với cái phần ưu điểm khuyết điểm đi ha. Dạ. Dạ ưu điểm của em thì em khá là hoạt bát. Đúng rồi chị. Dạ. Thấy. Nói chung là rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nói chung là em dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh đó chị. Về sở thích của em thì em thích được đi du lịch, thích đọc sách, thích trồng cây, với lại là thích những cái nơi mà nó yên tĩnh một xíu. Đặc biệt là cũng thích xem phim ma. Thú vị, con bé này thú vị. Có sợ ma không? Dạ không ạ. Rồi bây giờ nhà trai nè, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là thích làm đẹp và biết nấu ăn. Còn giỏi, biết nấu ăn nữa là giỏi. Dạ. Rồi đó, gì nữa? Với lại biết quan tâm người khác. Đó, được cái này được luôn. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì mỗi khi mà làm cho khách hơi đông á, nên hơi lười. Lười dọn dẹp. Đúng rồi, làm mệt rồi lười là đúng rồi. Chỉ có làm cho đông quá rồi quạo rồi cắt tóc người ta tầm bậy bạ sợ thôi, chứ lười đâu có gì đâu sợ. Được, cái này được luôn. Trời con gái, thợ làm tóc thành nó tóc tai khỏi phải lo gì hết. Dạ. Nhà trai lo hết. Dạ. Tóc tai nhà trai lo hết. Sẽ được làm tóc miễn phí thường xuyên. Đường tình duyên thế nào nói cho nhà trai nghe cái nè. Dạ đường tình duyên thì hơi bị lép vế tại vì chưa có từng có mối tình nào hết chị ơi. Trời ơi. Còn trong trắng trinh nguyên đúng không? Dạ. Chưa có kinh nghiệm hẹn hò. Rồi vậy thì sắp tới em sẽ trải qua những cung bậc của cảm xúc. Đúng rồi. Những thăng và trầm. Em tình cũng mong như vậy. Đúng rồi. Bên đây thử coi có mấy mối tình nè. Dạ em chào, chào em. Chị. Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì chính thức thì chỉ có 2 mối tình chính thức, còn còn râu ria chắc khá lắm hả? Dạ còn bạn gái tìm hiểu thì cũng vài ba người. Rồi giờ mối tình mà nó dài nhất và nó gây thương nhớ với mình nhất đó là mối tình nào? Dạ đó là mối tình cách đây 3 năm của em. Lúc đó thì em cũng có quen một bạn nữ, bạn ấy quê ở Đồng Tháp. Nói chung thì lúc đấy thì em còn cũng như là còn ham chơi á. Còn chưa có suy nghĩ chín chắn. Nên em với bạn ấy quen nhau cũng chỉ là nhất thời á. Rồi sau này bạn ấy có công việc để phải đi về quê á. Rồi em thì ở đây cũng công việc cũng chưa có ổn định, nên em cũng không muốn làm khổ bạn.
em nói với bạn đó thì làm bạn được rồi. Là tự em rút lui hả? Dạ thì hai người sẽ im lặng thời gian rồi mất liên lạc luôn. Giờ lỡ mà kết nối lại được, liên lạc lại được thì sao? Thì em nghĩ là chỉ làm bạn thôi. Tại vì người yêu cũ thì không nên quay lại, tại nó cũng có nhiều cái kỷ niệm nó không vui. Người yêu cũ không nên quay lại, đó là phương châm mới. Còn ngày xưa ta nói người tình cũ không đủ cũng tới. Tại vì đối với em thì em đã xác định rồi, nếu mà mình đã khép cánh cửa này lại rồi thì cánh cửa mới nó sẽ mở ra cho mình. Chứ mình đừng có khư khư mà cứ suốt ngày cứ dậm chân tại chỗ, cứ ở một vị trí thì không thể nào mà cái con đường tương lai, sự nghiệp, tình duyên nó đến với mình được. Rồi, được, quyết đoán. Dạ, rồi, được luôn. Bây giờ nhu cầu bạn gái của mình là gì? Cao làm sao? Tiêu chí á? Tóc làm sao? Ừ, tiêu chí, hay dùng từ nhu cầu bị sai rồi. Nhu cầu là sai. Dạ, bạn gái của em thì em thích tiếp người con gái tầm... chiều cao là khoảng 1m50 đổ lên là được rồi. Ngon. Dư xăng. Hơn 50 luôn. Ốm hay mập? Dạ vừa người thôi chị. Dư xăng luôn. Có vừa luôn. Ừ. Tóc dài hay ngắn? Dạ tóc dài thì em thì... Để em làm đúng không? Dạ, dư xăng. Trời. Dư sức làm. Làm một hoài cũng không có tóc. Tóc dài đen óng ánh. Ừ. Rồi đó là những cái mà em thích. Rồi còn những cái mà em không thích ở một người con gái là gì? Em chỉ không thích những người con gái gọi là sống rập khuôn quá. Sống kiểu thụ động á, không dựa dẫm vào người khác á. Người này ta năng động, hồi nãy nói người phụ nữ hiện đại. Dạ. Sống thích nghi với mọi hoàn cảnh luôn. Bây giờ là tiêu chí tìm người yêu của nhà gái thế nào nè? Dạ, thứ nhất về chiều cao thì là 1m6 trở lên là được ạ. Ngon lành. Về bề ngoại thì không ốm, nhìn người đó phải đầy đặn mạnh khỏe. Y chang. Dạ, về tính cách thì người đó phải là một cái người cũng là vui vẻ, có thể là hòa đồng được với người khác. Ví dụ như khi mà mình quen nhau thì mình phải có đi chơi với bạn bè của nhau, thì người đó phải sẵn sàng để tham gia. Người này ai cũng hòa đồng, ai cũng phải nắm đầu được hết trơn. Dạ. Khách vô một cái là vô, phải nói chuyện. Vô là nắm đầu giật bài là giật nói liền chuyện luôn. Quen không biết, lạ cũng biết, cứ vô là nắm đầu nói chuyện. Dạ, và người đó thì phải có trách nhiệm, sống phải có đạo đức. Bạn phải có một cái ý chí tiến thủ. Có thể là hiện tại, tức là mình phải có ý chí trong công việc mình. Khi mình làm cái gì đó thì mình phải đặt tâm sức vào cái việc đó. Và bạn phải là một người nói được, làm được. Em không thích những người mà kiểu như chỉ nói suông thôi. Rồi, nói chung nãy giờ đưa 100%, tôi thấy là nhà trai tôi đáp ứng hết đó. Mình được, tự tin không? Mình đáp ứng hết không em? Dạ là tự tin 100%. Chị thấy cũng được như vậy đó. Nhà trai tôi ngon mà. Rồi bây giờ mình hỏi người thân nè. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn khách của em. Bạn khách hả? Dạ. Trời ơi. Bạn mà bạn khách ăn lạ gì nha. Con chào chú Quyền Linh. Xin chào. Và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Và chào tất cả mọi người ở trong vườn quay ạ. Em là khách làm tóc quen của anh. Tính thần anh thì vui vẻ, hòa đồng, ấm áp, rất là nhiệt tình. Cho nên chị cứ yên tâm, ảnh đầy đủ tiêu chí của chị đó. Khách mối đúng không? Ừ, mấy năm rồi cưng? Em quen ảnh được năm mấy rồi chị. Trong đó thấy có bạn gái vô tìm hoài không? Dạ không à. Tối có đi chơi được không em? Tối trời ơi, ảnh bận làm tối ngày à. Lâu lâu rủ ảnh đi uống miếng nước, ảnh còn không đi nữa. Phải không? Có dạ. Đủ không? Có. Không đi hả? Không đi. Được, hớt tóc có lấy tiền đủ không? Ảnh lấy tiền em lúc nào cũng đầy đủ hết đó. Có bớt không? Có bớt chút chút. À được. Khách quen mà. Tưởng khách quen mà không bớt à. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta tới với nhà gái nè. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị ở trong công ty với em. Hai chị. Rồi chào em. Chào hai bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, rồi em xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào quý vị khán giả và ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bé Bích Vân là một cô bé mà có rất là nhiều cái năng lượng tích cực. Làm việc luôn chu toàn mọi thứ và khéo léo và có nhiều tài lẻ. Khi ở bên cạnh bạn thì lúc nào cũng sẽ rất là vui vẻ. Nên em nghĩ là bạn trai cũng sẽ có rất là nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về Bích Vân. Thì về bên phía bên nhà trai á, thì nãy giờ chị có quan sát thì chị thấy là bạn trai thì về ngoại hình thì rất là sáng sủa, dễ thương, phong cách thời trang kiểu Hàn Quốc. Rất là năng động và phù hợp với Vân. Thì về tính cách thì nãy giờ chị cũng thấy là bạn nói chuyện thì sâu sắc, cũng có quan điểm riêng của mình. Việc mà hai bạn gặp nhau ở đây thì cũng đã là một cái nhân duyên rồi. Thì chị nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu để mình thấu hiểu nhau thêm. Rồi sau đó là đi đến quyết định là cũng là tùy duyệt vào hai em. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn nhà trai, nhà gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào.
chào em. À, anh có món quà gửi tặng em. À, dạ, đó là đó, đó hoa hồng. Ừ. Dạ. Anh chúc em lúc nào cũng tươi trẻ và xinh đẹp như những bông hoa hồng này. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em có gửi tặng cho anh một quyển sách, thì đó là cái quyển sách này thì em đã đọc nát luôn cái bìa trong lúc mà mùa dịch, thì em cũng mong là anh có thể, nếu có thời gian thì anh sẽ dành thời gian ra để anh đọc và để mình có thể là hiểu được nhau hơn. Dạ, với trong đó có một cái viết thì mình làm nghề nghiệp gì thì mình cũng sẽ cần có một cái viết để ký nhận luôn nè, và có thể dùng cái viết này để ký nhận vào những cái giấy tờ quan trọng sau này của anh. Ừ. Dạ, em cảm ơn anh. Dùng cái viết giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ nè anh trai, em thấy tóc bằng gái gì được chưa? Có cần sửa gì không? Trổ tài thử coi làm sao. Em nghĩ là nên hỏi bạn gái trước. Dạ. Em có muốn cắt tóc sơ lại không anh? À, về tóc thì em cũng đang tính là sẽ đổi một cái kiểu tóc mới cho nó phù hợp á. Nhưng mà anh nhìn khuôn mặt của em như vậy thì có thể cắt kiểu gì được? Hiện tại thì anh sẽ với cái thời gian chương trình có hạn, anh sẽ cắt lá bầu cho em. Chỗ này quay slow motion nha, về làm viral á. Em đặt hết niềm tin vào anh nha. Ok. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với phần trình diễn cắt tóc của bạn nam cắt cho bạn nữ. Và không biết là kết quả nó sẽ như thế nào đây. Chúng tôi đang rất là hồi hộp. Quý vị có hồi hộp không ạ? Trời, tôi làm quạt nấu viên hay không? Từ từ đừng có rung. Rồi anh xin phép nắm tay em nha. Ok. Mới gặp nhau thấy có cảm tình dù cái đầu rồi đó ha. Thôi bây giờ mình trao đổi đi. Cảm nhận thấy sao đó. Mình thấy hình rồi đó. Mình thấy anh cắt tóc làm sao. Dạ, cảm ơn anh đã cắt cho em một cái tóc em thấy rất là đẹp ạ. Dạ, em thấy anh rất là dễ thương. Nói chung là anh rất là cũng đẹp trai nữa, sáng sủa. Nhìn cũng thời trang gọn gàng. Nói chung là cũng giống với hình mẫu mà em đặt ra. Anh cảm ơn em. Anh thì ánh mắt đầu tiên mà anh nhìn thấy em đó là khá là xinh và dáng đẹp. Có thể nói là em là một phụ nữ, một người con gái tinh tế và đáng yêu và biết trau chuốt cho bản thân. Anh thì anh rất là thích người con gái đáng yêu như vậy. Và anh hy vọng là chúng ta sẽ nắm tay nhau để mà đi đến cái con đường hạnh phúc, và có anh và có em, và có những đứa trẻ thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Không những nó cắt tóc đẹp mà nói cũng đẹp nữa ha. Rồi bây giờ tính tới chuyện hẹn quan tâm về gia đình như thế nào, nói quan điểm cho hai bên cùng nghe đi. Em nói trước nha, hai lần. Dạ, về gia đình thì hiện tại em là con một ở trong gia đình, dưới nhà thì chỉ còn ba mẹ thôi. Cho nên là nếu mà sau này có lấy chồng thì nếu mà ở trên này thì em mong là mình có thể thường xuyên về quê để thăm bố mẹ. Còn về trong cuộc sống, về trong gia đình đó, thì về em thích một người đàn ông có cái sự quyết đoán, vì người đàn ông sẽ là trụ cột trong gia đình. Ví dụ như hẹn hò thì em có thể sắp xếp một tuần chúng ta gặp nhau được. Dạ, công việc của em thì làm chủ yếu về giờ hành chính thôi, thứ bảy chủ nhật thì em sẽ được rảnh. Còn không biết công việc của anh thì chắc là anh làm suốt tuần ạ. Ừ, đúng rồi, thì nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ sắp xếp thời gian, ví dụ như thứ bảy hoặc là chủ nhật anh sẽ sắp xếp thời gian để mà nghỉ sớm hơn một chút để dành thời gian cho em, để tình cảm hai đứa nó thêm đông đầy. Dạ. Bước tới đi anh trai. Đó. Cho anh mượn tay nhé. Anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu, để đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Dạ. Với em thì không có cái mối quan hệ nào nó là hiển nhiên hết á. Nhưng mà mình muốn giữ gìn và mình muốn xây đắp cho cái tình cảm đó thì mình phải bỏ ra rất là nhiều nỗ lực, công sức cũng như là thời gian. Quan trọng nhất là mình quyết tâm thì mình sẽ làm được. Dạ. Ok. Dạ. Rồi, em cười đẹp quá.
Rồi chúng ta về chỗ đi. Hai bạn về chỗ nào. Mình bắt đầu đưa ra quyết định của mình nha. Hai bạn sẽ suy nghĩ những cái giây phút vừa rồi chúng ta đã trải qua những gì, cảm nhận về nhau như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ thật là kỹ trước khi đưa ra quyết định nha. Chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ trước sự chứng kiến của bạn bè, của khán giả truyền hình và đặc biệt của gia đình hai bạn đang theo dõi chương trình, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi. Nè, nắm vậy nè, vậy nè. Nắm đó, gì đó, nắm chặt tay nhau nha. Đừng buông tay ra, hãy cùng nắm chặt tay nhau đi suốt cuộc đời. Bây giờ xem như ba mẹ hai bên đang theo dõi chương trình, mình hứa với người lớn gì đi. Dạ, con hứa với ba mẹ bạn nữ là sau này sẽ yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho bạn nữ có cuộc sống thì là tốt đẹp. Không để bạn nữ phải buồn hoặc là phải áp lực trong cuộc sống hoặc là cãi giả vì bất cứ điều gì hết. Hay quá. Trời. Cứ như thế mà làm nha. Mình hứa gì mình nói gì, nói được, làm được, hứa được, làm được, giống như làm tóc vậy đó. Ha. Rồi, mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi? Dạ, làm quê em người miền Trung. Trung dạ, là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tánh tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng rồi rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. Mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người. Nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em chỉ thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi? Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dự? Dạ, thì cũng có tình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Nên trong khi học xong bước ra đường làm việc, bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Răng rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo, hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo dạ, hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời, dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo một dạ, mình bạn có ai dạ, không? Dạ, một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. Dạ. Thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời nó vui thì không em gửi bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Liếc Qua Cầu. Rồi, mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dấu khó đưa sâu. Bằng lòng
thanh nghèo về quê, người dân chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt có ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia? Dạ. Em trai có rượu bia không em? Dạ, thì lâu lâu cũng có xã giao, đám cưới, đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ, giống như xã giao thì cũng được chị. Không hút thuốc. Dạ, em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc chị. Rồi, tốt quá. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Coi dạ. Như đó thôi đúng không? Dạ, chú cũng không mong gì hơn. Dạ. Đến qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ, dạ. Ai, dạ chào cô gái, dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ, 3-4 năm à. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dữ? Dạ, có thể sớm hơn cũng được. Mà 3-4 năm thì em cố gắng chờ đợi. Nhưng mà tới đó mà hai người về yêu với nhau mà muốn thì chắc được. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Giờ em định lập nghiệp ở đâu? Dạ, em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ, không làm dâu thì cũng được. Nhưng mà tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng. Nên có thể làm dâu cũng được. À, người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời, đâu mà dễ thương, hiền lành quá gì không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà dạ. Lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng đó, yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hôm hai bạn ha. Hôm nay mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi, chào cô, chào em gái. Dạ, chào cô. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai vậy được chứ cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền, thì nói chung thì cũng được. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu là mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và em cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát để tỏ tình với em. Và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Em mong anh nhận cho. Dạ, em cảm ơn. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Wow.
Rồi, bắt đầu trò chuyện đi bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi. À, nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung. Đừng thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ, em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc hơi dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đến rồi rồi. Từ lần đầu tiên mơ hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Các anh cười cong môi, các anh lặng lẽ ngồi. Người nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con hay không? Rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè. Vậy thì em làm đi lái xe sao đủ rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đã đầy đủ hết. Mọi tiền nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi. Chứ còn kinh tế mà lo nang chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Có nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, ví dụ như thế. Dạ. Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. Em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nhé. Dạ được. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay đi chị. Hả? Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy. Rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ, cảm giác vui và hạnh vui phúc. Hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ, con xin chào hai bác và xin phép hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nha. Dạ, xin phép hai bác cho con được phép hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em đồng ý không? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chú Huyền Linh, cô Cát Tường và quý vị khán giả. Chào bạn nam sắp ra bên kia. Rồi, ngồi xuống đi con. Chào bạn nam sắp ra rồi ha. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, giới thiệu đi, bạn trai ra rồi đó em. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ, em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ, đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới. Dạ, em tên là Quốc Triệt, 23 tuổi.
Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu ha. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Dạ. Cầu đặc hiểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Ủa, em muốn giống không biết ưu điểm của em là như thế nào nữa chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai. Hơi đẹp trai. Hơi đẹp trai. Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chút chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Với thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ nướng. Bà ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm, khuyết điểm dạ, gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tới lúc đó thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính một xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa. Nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á, thì em cũng có quen một bạn thời sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai. Nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị. Nhưng mà em do em ít xài á, mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai. Đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải không? Chính vì đẹp trai nên em chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ, thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn mê gái ấy, đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em đã phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rắc rối quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tới bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Rồi chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ được chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? Dạ không, em nói giờ ít coi phim luôn chị. Nhưng mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đất cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên nè, nó dễ nói chuyện. Chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Thích đất là nhịp tim mới tăng hả chị? Không có, mà nó đỡ lạnh. Thích radio hả chị? Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ghê 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 ghê. Cha võ công cao hả? Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim mới tăng cao rồi. Máu gì nhóm máu gì? Dạ, em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị. Nhưng mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Đây đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để anh lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Để qua bắt đàn gái hít đất luôn. Xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ồ vậy à, cảm ơn con. Con là ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À, như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng mà con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi.
như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tương tướp là không được ha. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? À, ngoại hình thì giống chú Quyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, trăm phần trăm rồi. Hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình à. Phải không? Hay người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mới bỏ rồi anh à. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng rồi. Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Gia trưởng bên... là dạ, dạ bên tay phát âm sai à. À. Không, bạn này không gia trưởng đâu. Bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo? Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi, cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con cô một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công rồi. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng. Dạ. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông mới tới rồi. À, rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á. Thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào. Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa, vẫn còn lạnh hả em? Chào bạn, mình có món quà tặng. Anh em đi, anh em đi, nó thân mật. Anh không biết là em có thích quà gì, nhưng... Cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em thích nữa nè. Gì vậy? Có cái kẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên của bạn về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. Em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chắc con nôn quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ xem. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi, nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tây trang một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ, đó. Ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh.
Nếu mà chúng ta có hẹn hò được đó, thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú từng anh thường chị quê, mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn Quế Anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm. Chuông rồi sao ghế. Rồi đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó. Bây giờ giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Quế Anh ạ. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy làm sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cũng nhìn xa hơn, chứ đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Để tôi cầm giùm cho. Nhớ nhớ tại em nha. Ừ. Thôi nắm tay Hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là trái tim anh đã đập đúng hướng á. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à? Thọt cái ngón tay vô cái nút. Rồi, ông bấm hồi ông bấm không được cho coi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nó bấm chậm vậy làm anh hết hồn kìa. Em bấm không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn. Hôn ai? Dạ hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. À. Lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi, không quên được. Dễ thương quá. Được không con? Tụi nó xin hôn nhau con cho không? Không rồi, cậu chưa cho. Ủa không gì? Rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi kia hung rồi. Hồi đó giờ hung ai chưa? Dạ có. Không ai? Dạ hung mẹ con. Hung mẹ hung bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. Không? Hung lại đàng hoàng, hung chậm từ vô từ hung lên má. Kỷ niệm sắc sâu vào tim. Hung từ lại. Từ, nắm tay vô. Hung từ từ, chị nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị hôn vô hôn từ để ra Y Nguyên để Y Nguyên để Y Nguyên hít hít vô hít sâu
người ta hút đầu tiên mà. Đó đi chưa? Cảm thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc. Công nhận nó hết thấy thương luôn. Hết thấy thương kìa. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, chào anh. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi. À, lời nói đầu tiên em xin gửi đến khán giả trong trường quay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Em xin gửi đến MC anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Trời ơi. Em tên thật là Nguyễn Hoàng Thành. Em sinh năm 1991, năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc chính của em là thợ tóc nam ạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai ngồi bên đó và em chào các khán giả trường quay ạ. Em tên là Hà Thị Minh Hồng, em sinh năm 1989, sinh ra và lớn lên ở Xuân Lộc, Đồng Nai và làm việc thì ở Sài Gòn ạ. Công việc cụ thể là như thế nào? Em là nhân viên sale qua điện thoại đó chị. Tuổi tác thấy vậy có ổn không? Dạ, em thì nhỏ hơn 2 tuổi cũng được, nhưng mà em không thích bạn trai đẹp trai hơn quá. Hả? Kỳ vậy? Lý do? Dạ, tại em sợ bạn thường thường bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy á chị. Hả? Ủa hơi ấy ấy là hơi sao? Dạ, hơi ấy là hơi không có được đàn ông á chị. Bên kia có ấy ấy không? Dạ không chị ơi. À, vậy là không có đẹp trai đúng không? Dạ. Đâu phải ai đẹp trai cũng ấy ấy đâu em. Dạ, tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh. Trời ơi, chết rồi. Vậy đó hả? Cái này là anh thấy cũng chưa đúng lắm á. Vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy 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 á phải không? Dạ đúng rồi chị. Một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy 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 giùm em nha. Chút kiểm tra luôn rồi sao? Người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy ấy. À. Nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn men ạ. Có ai nói em ấy ấy chưa? Dạ cũng có nhiều người nói đó. Nhưng mà trời ơi. Vậy lấy cái gì để đảm bảo là em chuẩn men? Dạ, em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị. Vậy dạ, là thì đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ. Rồi, bạn gái, bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì? Bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh. Trời ơi. Kiểu khó tìm thì cũng tìm ra. Em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon. Nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi. Về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả? Bữa kho cá, bữa kho thịt, rồi bữa kho rau, rồi bữa kho tép, rồi dạ, bữa kho dạ đủ không, thứ anh kho ơi, sẽ kết hợp với món luộc anh để cho nó giảm bớt lượng muối xuống anh. Ngoài ra còn gì nữa không em? Dạ được cái là em sống rất là nhiệt tình với bạn bè. Khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn, nhưng mà đến khi mà em khó chịu mà em không tốt bụng thì cũng không may hơn em hết. Mày có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả? Dạ đôi lúc thỉnh thoảng. Trời đất ơi, sao em nói thiện nghe thì cũng thiện lắm mà ác thì cũng ác lắm hả? Nghe sẽ thấy ghê quá vậy. Rồi cái đó là điểm mạnh đó hả em? Dạ. Vậy còn cái điểm yếu? Điểm yếu của em á là em mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á, nhưng mà em lại ham chơi. Thỉnh thoảng mà em mà vui á, bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Trời ơi, rồi. Nhậu nhiều không? Bạn tới đâu em tới đó thôi, chứ em cũng không biết tới đâu nữa. Dữ nhất là mấy chai là xỉn. Em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy, chắc cỡ thùng hay sao vậy. Cái gì? Một lần em uống một thùng? Không có một thùng nhiều người chị. Sức em uống được bằng mấy chai? Chắc cỡ 5-6 chai vậy thôi chị. Thiệt không? Thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi, tôi không tin cô này đâu. Em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phải thùng đâu, chắc dữ lắm rồi. Chết anh lên. Em cũng hiền lắm anh ơi, bạn bè nhận xét rất là hiền lành, tốt bụng anh. Dạ, còn em trai? Dạ thì đặc biệt là tự rất là tự tin trước đám đông. Đúng rồi. Dạ, còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao. Ví dụ như là những con giun đất hay con sâu rồi thì em sợ. À. Dạ. Con trai mà sợ con sâu. Buồn buồn mình kiếm cái gì mình giận mình không nghe lời, mình lấy con sâu mình quăng vô chơi. Anh có sợ cái khác không anh? Không, anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng thôi em, còn những vấn đề khác thì anh không, em không phải lo. Sâu thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi. Anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó, em có vậy không em? Cũng thỉnh thoảng và đôi khi. Đâu thử vậy em vậy hớt tóc em hát anh nghe thử thôi. Em đi thi tiếng hát trường năm 2012. Đợt đó là đóng có 5 người. Em đóng trong vai tin sách và có bà Trưng bà Chắc nữa. Bà Trưng bà Triệu anh. Bà Trưng bà Chắc đâu ra. Giờ cái con vòng cổ đó mà đội của em đã được vô vòng tứ kết á anh. Rồi bây giờ vô coi vòng cổ đi ha. Phú Phu nhân ơi khăn trắng đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự, thì bá lấy ta từ của phu nhân sẽ được chỗ tình gian nghĩa.
đứng trên vàng quả thiêu tao nguyện là mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hùng. Ủa nó nghe nè, sao chữ hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng? Cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi, em cũng không có rõ lắm chị. Phải không? Tôi dạ, nhớ chữ hùng nó luôn một hơi chứ đâu mà nó rớt ra sao vậy? Ủa là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả? Dạ em có thi tiếng hát truyền hình 12 chị. Rồi đâu vô được tới vòng nào? Dạ là em tới vô tứ kế tại thi ba tỉnh đó chị. Là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra. Đáng lẽ vô vòng nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi nữa xuống. Em cũng nói thật với anh Quyền Linh với chị Cát Tường là em cũng theo học bên cao đẳng nghệ thuật ở trên Biên Hòa được 2 năm. Dạ bên thanh nhạc đó chị. Nhưng mà sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề và em vẫn đam mê nghệ thuật. Hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó này kia đó. Vậy hả? Có đi bộ đội nữa hả? Dạ em có đi trải qua bộ đội 2 năm. Trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không? Dạ có. Đâu hết tập thử rồi, hết tập thử rồi. Hôm nay tôi nghi lắm nha. Cũng thẳng thớm lắm mà sao nó chuyển quẹo qua quẹo lại vậy không biết. Rồi được rồi, khỏe không? Ổn không em? Ổn gì? Nhịp tim đập bình thường không? Dạ bình thường vậy. Nói chung cũng có anh kia cũng hết đất tới 30 cái mà anh ấy là vẫn ấy mà. Không dễ tôi thương. Tôi nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử. Nói chung là em trai rất là dễ thương ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thật sự thì em có trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình rồi. Dạ. Vậy khẳng định đàn ông rồi, ngon lành, thấy không? Thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá, năm khoảng 21 tuổi anh Linh. Giờ sau thì em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh. Sau 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người của em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều. Cứng cáp lên nhiều ha. Dạ. Bây giờ là có thể lấy vợ chưa? Dạ được anh. Có thể lo cho vợ chưa? Dạ được. Anh sẽ qua xem đàn gái thế nào dạ. Nha. Em chào anh. Chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói bên đây em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chín chắn về vấn đề là tìm một người về chung một nhà rồi. Nhưng mà không biết ảnh có bị ấy ấy hơn chứ bình thường nữa là bình thường. Em ơi, nói chung là em cứ tin anh đi, anh không có gì đâu. Bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè. Em muốn thử cái gì? Xíu ấy hay không em tự kiểm tra. Bây giờ em nói anh Linh nghe về cái tình trường của em đi. Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Ghê. Nhưng mà em chưa nói hết mà, em còn khúc sau nữa chị. À rồi, khúc dạ, sau. Nhưng mà về cái khoảng là yêu đơn phương. À, yêu đơn phương với vị người ta từ chối không à, chứ không có được thành công. Trời, không nghiệp kỳ vậy, ai mà cô gái cá tính dễ thương thế này mà ai đâu, tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy theo nườm nượp dạ, liền. Em hay mơ mộng lắm chị, em sống hơi phi thực tế chút xíu. Em mơ lúc nào cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị. Kiểu như trong phim vậy đó. Kiểu trong phim đó chị. Nhưng mà đến giờ vẫn cần tôi xếp vô cái là độc thân bình vững đó chị. Yên tâm, em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây ha. Với ấy ấy bên kia. Ấy ấy của em. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Không quá đẹp trai rồi. Là rồi, chắc chắn. Không ấy ấy đúng không? Dạ đúng rồi, không ấy ấy. Rồi. Thứ hai chắc chắn là con ấy là lên. Thứ hai nữa là bạn đó có cái nghề nghiệp ổn định, có khả năng lo cho một gia đình. Vậy nãy giờ thì nói lo được hết á, lo cho vợ, lo cho con được luôn rồi nè. Dạ, ổn định rồi. Dạ cái đó vậy là ok lắm rồi. Dáng dốc sao rồi, dạ, cao thì thấp bạn á cao một xíu, khoảng tầm 1m65 trở lên. Được không? Em như hơi 61 à lên. 61. Lùng hơn rồi. Thiếu chút xíu anh. Với lại đi guốc lên. Ý quên. Em đi, cao nhiêu? Đi giày chứ dạ, em 1m62. Em 1m62. Dạ. Rồi. Với lại em thích mang giày cao gót, hỏi bạn đó đi chung với em, bạn đó có ngại không anh? Không có gì không đâu, có bắt đâu. Qua bắt ghế thôi em, không sao hết. Không sao. Rồi, vậy được ha. Không có điều gì dạ. Không thích nữa người con trai. Ừng keo kiệt quá. Gia không. Trưởng. Bạn mới đi thoáng. À, không keo kiệt, không gia trưởng đâu em ơi. Dạ với lại bạn đó phải lãng mạn với ga lăng tí xíu. Cái này quan trọng, có lãng mạn không? Không, cái vấn đề lãng mạn là em rất là ưa chuộng vấn đề đó. Có một kế hoạch lãng mạn gì với sự yêu thích lãng mạn của bạn gái không? Nắm tay với bạn tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó. Nói chung là em rất là lãng mạn. Nắm tay đi tung tăng giữa rừng hoa vậy hả? Đó, chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em. Dạ cái này nó em thích lãng mạn hơn xíu, ngoài cái nắm tay còn cái gì nữa không? Mưa anh? Mưa tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi. Cho nó lãng mạn. Thôi được rồi, bây giờ mình lấy thêm ý kiến của người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trường quay. Dạ cô xin chào cháu. Dạ. Nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm, cô cũng ưng ý.
cũng là chung một tỉnh với nhau, cũng dễ tìm hiểu với nhau. Thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó, nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào. Thì nếu mà cô mong là sau chương trình hò hẹn này hai con đến được với nhau thì cô rất mừng. Cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ. Cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét á, thì bạn gái bên này thì chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể tiến xa hơn. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Anh chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ anh, em tặng anh một cây xương rồng. Nếu mà em giống cây xương rồng vậy á, anh có ôm em không? Rất ôm em. Tuy là cây cái xương rồng nó không có nước nhưng mà anh sẽ truyền nước vào anh, vậy. Anh nó có gai anh. Thì anh có sợ gai không anh? Không em. Không sợ gai, vậy em tặng anh. Rồi, cảm ơn anh. Khi mà mở cái rèm ra thì anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn. Em nhìn anh thấy anh như thế nào? Dạ thì em nhìn anh gương mặt rất là phúc hậu vậy em mến. À cảm ơn em. Mà nhìn sơ qua ngoại hình, nếu được chơi xuống dưới thì em thấy có cũng không mấy ấy, cũng chuẩn men ạ. Không, cái vấn đề đó thì anh ấy em nói chung đừng lo, tại sinh ra là anh trong cái chất có cái máu đó rồi, cái máu có nghệ thuật trong người rồi. Đó nên nói chung là em không phải lo. Anh hồi nãy á, em thấy anh bởi hình như hết đất đúng không anh? Nãy em ngồi đây tư dưới bức tường cái em không có thấy được. Thì anh hít lại cho em coi được không? Đó rồi kìa. Tội nghiệp nhỏ không? Lại hết 11 cái rồi đó. Sao ụp mặt xuống đó luôn đi. Thôi vậy được rồi anh ơi. Trời ơi, thấy không? Khuyến mãi luôn thấy chưa? Tặng em cả luôn. Mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta? Em muốn hỏi anh một điều là anh sinh năm 91 đúng không? À, anh năm nay anh sinh năm 91, năm nay anh 27 tuổi. Anh có ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình được mình lên TV hay cái gì á. Nói chung khi anh lên này là anh nghiêm túc. Thì trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? Hai người mà cùng yêu đương với nhau thì em cũng chưa có. Vậy anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh? Cổ rất thích lãng mạn đó. Thí dụ lần đầu gặp gỡ, tổ chức sinh nhật cô ấy, em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn, cho cổ thích nào? Ví dụ như là anh sẽ làm một ví dụ cái mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó. Đó là anh sẽ có bày đồ, những đồ trang trí đó, sinh nhật đồ trong đó đó, rồi có những cái sự lãng mạn nào đó. Nói chung là ví dụ như một cái trái tim đó, đó. Cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó. Dạ, bây giờ em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó, em biên tự biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn coi như là bài hát em dành riêng cho cổ. Đứng lên đàng hoàng đó. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thân mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh, làm vợ anh. Tức là giờ em hơi bị đau hồng thế em không lên được phòng cảnh của mẹ. Do những cái ngày trước á, em nói chung là tại em đã hát đi hát quá nhiều đi nên em không còn giữ được cái giọng của em nữa. Đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình lấy hơi này kia. Cái làm vợ anh nhé. Lên cố gắng lắm mà. Anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý mà em ảnh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại. Bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức bình sinh. Đúng cái câu cuối lấy, thôi. Lấy bắt hơi đàng hoàng chuẩn bị. Làm vợ anh nhé để cho người ta. Trước đó câu quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất có. Okay.
nhỏ. Đúng, anh luôn thông cảm với em tại em. Thông cảm thôi. Không dễ thương mà. Nó thấy lãng mạn lắm rồi. Cố gắng lắm rồi, phải không? Cố gắng hết sức rồi. À, nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi. Có nghĩa lúc đầu á là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc. Mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt. Nó lại vậy đó. Thôi, nói chung là dễ thương lắm. Anh thấy thích hai đứa đó nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Rồi chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Cô bấm cái gì nữa? Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi. Em thử chị. Thử nữa. Trời đất ơi, bấm thử. Rồi. Ta chưa đếm mà bấm. Sợ bấm không đúng hả? Dạ. Xin phép các bác gái con được cầm tay em. Nắm tay đi. Đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả? Nên là bấm đại hả? Xin bác gái được hôn cô ấy. Cô chưa hôn ấy, chưa yêu đó. À, con xin phép gái con được hôn rồi. Đó, bác gái gật đầu luôn rồi đó. Trời ơi, nó xin bác gái cho con hôn bác gái chưa, chưa gật, nó hôn trước rồi. Bác gái mới gật đầu. Còn cô này cũng tài lanh tài lẹt nữa, phải lùng xuống cho người ta hôn chi vậy? Dạ, ông mới bắt ghế lên ông hôn chứ. Em thấy anh cũng run quá nên là em nhúng xuống cho anh hôn cho nó dễ chị. Giờ vô làm vợ anh nhé đi nè, 2, 3